Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video bài tập của mình. Và mình là Thu Trang, sinh viên năm 2 của Đại học EDX. Tiếp tục với video ngày hôm nay, mình sẽ review lại kiến thức trong buổi học của bộ môn phát triển thương hiệu cá nhân. Và trong buổi học ngày hôm nay, bọn mình đã cùng đi tìm hiểu về cách để cho mình có thể tạo được thương hiệu, phát triển được thương hiệu cá nhân bằng cách đó là chúng ta tạo ra được giá trị mới. Như các bạn đã biết thì mỗi trong cuộc sống của chúng ta luôn vận hành mỗi vật, mỗi việc hay mỗi sự vật, mỗi hoạt động thì đều diễn ra bằng cách đó là chúng ta cần phải có sự trao đổi. Và chính bản thân chúng ta cũng vậy, nếu như mà chúng ta muốn tồn tại được thì bản thân chúng ta cần phải biết trao đổi về giá trị với bên ngoài. Giống như các bạn đã thấy từ ngày xưa, như khi mà chúng ta còn là được biết tới học thuyết tiến hóa vượn cổ chẳng hạn, thì những thời đấy hay là từ thời xa xưa đi thì cũng bằng cách người ta phải đi kiếm ăn hay bằng cách người ta chế ra những cái công cụ, dụng cụ và họ dùng những cái thứ đấy họ có thể đổi lấy thức ăn, họ có thể đổi lấy cái ăn, họ cần giống như kiểu là trao đổi bằng hàng hóa ngày xưa vậy. Thì với hiện tại chúng ta thì chúng ta sẽ học bằng cách diễn ra bằng cách đó là chúng ta trao đổi bằng giá trị, và giá trị ở đây được thể hiện đó chính là money, có nghĩa là tiền. Chúng ta được trao đổi giá trị và được quy đổi đó chính là tiền để có thể tạo ra giá trị. Vậy thì làm sao để chúng ta đạt được cái giá trị và có thể tối đa hóa được cái giá trị để chúng ta có thể kiếm thật nhiều tiền, hoặc chúng ta mắc cái value hay là mắc cái money của mình lên. Thì trong buổi học ngày nay thì cũng đã đưa tới cho bọn mình như sơ đồ mà mình cũng đã chia sẻ tới cho các bạn, đó chính là cái sơ đồ WeWeb. Vậy thì bản thân chúng ta được xây dựng nên từ cái WeWeb đấy bao gồm Wisdom, Ethic, Willpower, Ethic, Body và Soul, đó là những cái tạo nên chúng ta. Và nếu như chúng ta biết WeWeb đấy, chúng ta có cái giá trị value xây dựng từ 6 cái yếu tố căn bản đấy thì chúng ta có thể tối đa hóa được giá trị của mình. Mình sẽ lấy ví dụ giống như cái việc chúng ta đặt được đúng vị trí của mình vậy. Vậy thì chúng ta có thể dựa trên 6 cái yếu tố con người của mình kia mà chúng ta có thể là đặt đúng vị trí của mình và thể hiện giá trị của bản thân mình. Ví dụ như chúng ta dựa trên cái yếu tố đấy, chúng ta cho thấy được cái sở trường của mình. Ví dụ chúng ta cần phải đặt được đúng vị trí thì chúng ta mới tỏa ra được cái giá trị của mình. Và cái giá trị của mình đấy phụ thuộc dựa trên cái đó là cái sở trường của mình. Ví dụ như bây giờ bạn có một cái năng khiếu, ví dụ là bạn giỏi hát thì bạn có thể đi làm ca sĩ, hoặc là bạn là một người hoạt bát, hoạt ngôn, thích hướng ngoại thì bạn có thể đi làm cái công việc telesale. Thì như vậy là bạn đã tạo ra được cái giá trị cho công ty bằng cái việc đó, khi bạn telesale tốt thì là bạn sẽ đem lại được nguồn khách hàng và cũng như là đem lại nguồn doanh thu. Đấy là những cái chúng ta có thể thấy. Hay chính là cái việc khi chúng ta được đặt đúng nơi, đúng vị trí, có nghĩa là chúng ta được thể hiện cái con người, cái giá trị của bản thân mình ở trong một môi trường. Ví dụ như cách chúng ta đối xử giữa người với người, hay là khi chúng ta ở công ty chẳng hạn, trong những cái mối quan hệ thì chúng ta cũng đang có những cái cách để mà có thể khi mà người khác nhìn vào họ có thể thấy mình là một người như thế nào. Và ví dụ như chúng ta là một người tốt hay người này là một người rất là chuyên nghiệp trong công việc thì đấy là những cái giá trị mà chúng ta tạo ra mà người khác cũng có thể nhận thấy được. Thì đầu tiên trong cái việc tạo ra giá trị và có thể tối đa hóa giá trị của mình, đó chúng ta đặt được đúng vị trí của bản thân mình để có thể thể hiện bản thân mình và cũng như giúp ích được tới cho cộng đồng, cho mọi người xung quanh. Cái thứ hai mình có thể nói là đây ở trong công việc, ví dụ như dựa trên mình có thể từ cái giá trị đấy chúng ta sẽ xây dựng cái giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Giá trị vật chất ở đây ví dụ như là bạn tới công ty, bạn làm việc và bạn cống hiến cho công ty, đó là những cái bạn làm được và nó có thể quy đổi bằng cách đó là những thành quả công việc của bạn, đó là những khách hàng bạn đem về, đó là những cái doanh thu, đó là những kết quả trong công việc mà bạn làm, thì đấy là về mặt vật chất. Còn về mặt tiếp theo đó là cái mặt tinh thần. Mặt tinh thần ở đây đó có thể là sự kỳ vọng, sự niềm tin, cảm xúc hay chính là sự nhận thức. Thì cái này để mọi người có thể nhận diện bạn theo dạng gì, niềm tin hay là sự hy vọng. Ví dụ như ở trong một môi trường bạn thể hiện tới được cho mọi người rằng là một người rất là trách nhiệm trong công việc, vậy thì đó là một sự tin tưởng mà bên ngoài dành cho bạn. Vậy thì bạn đã phải trao cho người ta một cái đó là cái sự trách nhiệm của bạn để người ta đổi lại, người ta có nguyên niềm tin tưởng như thế. Hay là một cái được gọi là cảm xúc. Bạn lấy ví dụ như là ở trong công ty, nếu chúng ta trở thành một con người rất là hoạt bát, rất là vui cười thì chắc chắn ai cũng sẽ rất muốn có thể là tiếp cận tới chúng ta và nhận lấy cái nguồn năng lượng, bởi vì chúng ta đang trao cho họ một nguồn năng lượng tích cực giúp mỗi ngày của họ trở nên vui vẻ hơn và họ cũng cảm thấy rất là tích cực hay rất là có thể lạc quan hơn trong cuộc sống. Thì đấy là những cái giá trị bạn đã đem tới cho mọi người và mọi người đem lại tới cho bạn, đó là cái niềm vui mà bạn có thể nhận được. Hay chính là sự nhận thức, tức là bạn trao cho họ sự nhận biết, sự hiểu biết của bạn và bạn có thể nhận lại được những cái lời chia sẻ của mọi người. Một trong những cái để chúng ta có thể kết nối được trong công việc hay là trong công ty nó có thể dựa trên cái tính nữa, đó là cái sự cảm xúc.
Sự cảm xúc ở đây có thể thông qua được những cái lời chia sẻ của mình hay là những lời tâm sự. Bạn có thể tâm sự với sếp, với đồng nghiệp và khi đấy thì cái giá trị của bạn có thể được nâng cao hơn. Bởi vì người sếp có thể nhớ tới được rằng bạn là một người thích chia sẻ chẳng hạn, bạn là một người rất chân thành, thật thà. Đấy là những cái giá trị mà người sếp đấy nhận thấy và họ có thể cân nhắc bạn ở một vị trí tốt hơn nếu như mà khi bạn bắt đầu vào làm công ty. Nên mỗi cái nếu như chúng ta xây dựng từ 6 con người kia WeWest của bản thân mình thật là tốt thì ở trong bất kỳ cái môi trường nào thì mình cũng có thể nâng cao được giá trị của bản thân cũng như thể hiện được giá trị bên ngoài mà người ta có thể nhận thấy. Thì đấy là một trong những cái để chúng ta có thể xây dựng việc giá trị của mình. Và việc tối đa hóa được cái giá trị đấy thì giúp chúng ta có thể tối đa hóa được trong cái việc kiếm tiền của mình. Thì như mình đã nói ban đầu, cái giá trị ở đây nó sẽ được thể hiện bằng cái money, tức là bằng tiền, bằng những cái mà mình đem về, bằng những cái mà mình kiếm được. Nếu như mình là một người có giá trị, tức là mình cống hiến được cho công ty thì mình sẽ được trả một cái mức lương thỏa đáng cho chính bản thân mình. Và hôm nay thầy cũng đã đề cập tới cho bọn mình một cái mô hình liên quan đến trong công việc, để đó chính là cái mô hình speak. Trong cái mô hình speak này bọn mình sẽ đi theo đó là những cái từ như là skill này, personally này, A là attitude này, ethics và knowledge. Nó có nghĩa đó chính là kỹ năng chuyên môn, đạo đức, cá tính, thái độ và sự hiểu biết. Đây là 5 cái mà chúng ta cũng có thể xây dựng khi mà chúng ta bắt đầu trong một công việc nào đấy. Nó có thể nói đây là một cái mô hình năng lực. Tức là mình sẽ giải thích cho các bạn một cái ví dụ. Hôm nay thì mình sẽ lấy một cái ví dụ của thầy ngày hôm nay. Đó chính là cái mô hình về nếu như chúng ta làm trong một cái công việc kế toán chẳng hạn. Thì trước tiên nếu bạn muốn làm nghề kế toán thì bạn phải có skill, tức là kỹ năng chuyên môn về kế toán. Tức là bạn phải biết báo cáo tài chính, bạn phải biết đo tính toán, bạn phải biết phân chia doanh thu hay là báo cáo lãi lỗ như thế nào. Thì đấy là một trong những kỹ năng chuyên môn bắt buộc là bạn cần phải có trong công việc. Và tiếp đến nữa thì bên cạnh đấy thì bạn cũng phải thể hiện ra mình là một người như thế nào. Cái personality ở đây có nghĩa là cái tính cách và cái cá tính của mình. Nếu bây giờ bạn đi tuyển dụng chẳng hạn thì một người kế toán họ cần có một cái tính cách như thế nào, hay họ cần có một cái phẩm chất như thế nào để người sếp đấy có thể tin tưởng với bạn. Bạn đâu thể nào nói tôi mà bạn làm nghề kế toán nhưng bạn lại thể hiện là mình là một người sống tình cảm, mình dĩ hòa vi quý. Tức là mình sẽ thường bị những cái lời nói của mọi người khác dao động xung quanh. Trong khi đấy thì tính cách của người kế toán thì lại có chút khô khan, có chút cộc cằn và rất là cẩn thận, thậm chí là có chút khó tính nữa. Thì đấy là những cái mới có thể cần, nó có thể đảm bảo được cho cái công việc kế toán. Thì đấy là một trong những cái mà mình cần xây dựng khi mà mình biết trong một cái công việc của gì, của mình là gì, hay mình biết bản thân mình có những tính cách gì thì mình cũng sẽ tìm một cái công việc để có thể phù hợp với tính cách của mình. Từ đấy mình sẽ được đặt ở đúng vị trí thích hợp và mình sẽ phát triển tốt hơn. Thì đấy là về cái personality. Tiếp đến là về cái ethic. Ethic ở đây thì có nghĩa là đạo đức. Vậy thì cái đạo đức ở đây thì một người kế toán cần có đạo đức thế nào? Thì chắc chắn đó là cái sự liêm chính, hay có thể nói là cái sự minh bạch rõ ràng. Đó có thể nói là về cái đạo đức của họ. Tức là một người kế toán thì sổ sách thì lúc nào cũng phải rõ ràng, những con số thu chi như thế nào thì rất là cần phải có rõ ràng để có thể báo cáo lên sếp, để có thể thấy được rằng một công ty đang hoạt động như nào. Nếu như người kế toán kia có cái ý định gian dối thì chắc chắn là cái công ty nó sẽ bị lỗ, và cũng như người sếp sẽ không thể nào chấp nhận được một người kế toán để có tính, có chút, có thể nói là cái đạo đức ở đây nó cái sự lừa dối hay là cái sự gian dối. Thì đấy là một trong những cái đạo đức mà không có, hay chúng ta còn thường nghe nói đó chính là cái đạo đức nghề nghiệp. Mà mỗi nghề thì sẽ cần có một cái riêng, hay trong chính cái nghề sale thì đạo đức của chúng ta là gì? Đó là chúng ta phải phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu của khách hàng, tức là khi chúng ta gọi điện chúng ta phải có sự niềm nở như thế nào, chúng ta phải yêu nghề ra sao. Thì đấy là một trong những cái đạo đức mà mình cần lưu ý trong mỗi công việc, thì mình cũng cần phải xây dựng cho mình ngay từ đầu để chúng ta có những cái nguyên tắc trong cái công việc hay làm việc của mình. Tiếp đến nữa đó chính là attitude, có nghĩa là thái độ. Thái độ ở đây được thể hiện đó chính là việc bạn có trân trọng hay là bạn có nghiêm túc với công việc của mình hay không. Nếu như bạn có thể, nếu như quan sát lại, bạn sẽ thấy đôi khi bản thân mình sẽ chưa có nghiêm túc với chính cái công việc học hành của mình chẳng hạn, thì chắc chắn cái việc học của bạn cũng sẽ không đến nơi đến chốn. Hay trong công việc của mình, nếu như bạn không có sự yêu thích nó thì bạn sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý làm công việc đấy một cách chu toàn, mà nó sẽ luôn sẽ có những cái sự, thứ nhất là gây cho bản thân mình chán nản, thứ hai là lợi ích của công ty cũng không có. Vậy thì một cái thái độ trong công việc cũng là vô cùng quan trọng. Đôi khi cái thái độ đấy nó còn quyết định được cái năng lực thể hiện cái trình độ của bạn nữa, chứ không chỉ đơn giản là một cái kỹ năng chuyên môn thôi là chưa đủ, mà còn ở cái thái độ trong công việc có nghiêm túc, có chuyên nghiệp hay không thì người sếp của bạn mới có thể tin tưởng và giao cho bạn ở vị trí công việc quan trọng. Đấy là cái về attitude. Và cái cuối cùng đó chính là knowledge. Knowledge ở đây có nghĩa là sự hiểu biết.
thì chúng ta cần phải sự hiểu biết về cái công việc của mình, về các khía cạnh nó liên quan ra sao và nó có một cái bức tranh toàn diện như thế nào về công việc của mình. Nếu như bạn vào một công ty mà bạn không có sự hiểu biết về cái chính cái vị trí công việc của mình, bạn chỉ biết kế toán là làm những cái công việc sổ sách, nhưng đôi khi nó còn có thể liên kết với phòng ban này, phòng ban kia, hay là một người kế toán thì cần làm thêm những cái công việc nào nữa, không chỉ đơn giản tính toán hay lập những cái báo cáo tài chính. Thì đấy là sự hiểu biết về ngành kế toán của mình, cũng như là có một cái sự hiểu biết nhất định về công ty hay là chính công việc mình đang làm. Nên tóm lại gọn lại về cái mô hình SPEAK này thì mình thấy rất là hay để cho chúng ta có những cái keyword để có thể chú tâm vào trong cái việc rèn luyện bản thân mình và làm cái công việc mà mình mong muốn, từ cái việc rèn luyện kỹ năng chuyên môn hay là việc chúng ta phải có xây dựng một cái tính cách cho mình như thế nào thống nhất trong cái tính cách của mình. Nó không, tính cách của chúng ta là cái cốt yếu nhất nhưng nó có vô vàn cái cách biểu hiện. Vậy thì bạn vẫn được là chính con người của bạn, nhưng chúng ta phải linh hoạt được trong cái tính cách của mình thì mình có thể tạo ra được giá trị và cũng như mọi người có thể nhận thấy, hay là cái việc có một cái thái độ tôn trọng nghiêm túc với công việc, có một cái đạo đức nghề nghiệp, hay là có một cái sự hiểu biết về cái ngành nghề của mình. Thì đấy là với mô hình SPEAK đem lại để chúng ta có thể hiểu hơn về công việc và cũng như chúng ta biết được năng lực của bản thân mình. Đấy là một trong những cái để chúng ta có thể tạo ra giá trị của mình nữa. Và có một cái thầy cũng lưu ý của bọn mình trong cái việc thế nào là đạt đúng vị trí. Ví dụ như bạn tới một công ty làm việc mà rõ ràng là bạn biết làm công việc đấy nhưng bạn lại hợp tác trong một cái đội nhóm, có thể nói ở đây là trong đội nhóm hay trong company ban đầu mình đã nói, tức là đặt đúng vị trí khi chúng ta được đặt trong một cái teamwork, mọi người kết nối với nhau và mọi người đồng điệu cùng làm việc thì chắc chắn kết quả sẽ tốt. Nó giống như kiểu là 1+1+1 thì kết quả chắc chắn sẽ lớn. Nhưng nếu như chúng ta lại kết nối với một người không có cùng với tần số của mình, họ không quan tâm đến công việc của mình, thậm chí là hai người không ưa nhau, vậy thì cái số 1 đấy nó sẽ thành 1-1 và kết quả sẽ bằng 0. Và đôi khi cái việc chúng ta kết nối sai tính lúc đấy, chúng ta lại bị nhận định rằng bản thân mình chưa tạo ra giá trị, hay bản thân mình đang có những cái chưa được tốt, bản thân mình chưa biết cách làm việc. Thì điều đấy là không phải, mà đấy là do chúng ta đang kết nối với những người không đúng năng lực, không đúng tần số, tức là không cùng một cái khả năng của mình để hai bên có thể kết nối cùng làm việc. Nên cái quan trọng ở đây đó là chúng ta còn nhận biết được, quan sát được bản thân mình có những cái giá trị gì và cần đặt đúng vị trí, và chúng ta biết cách tỏa ra, chúng ta biết cách thể hiện ra, ví dụ giá trị vật chất hay là cái giá trị tinh thần. Thì tóm gọn lại với phát triển thương hiệu hôm nay thì mình thấy rằng cái quan trọng nhất vẫn là mình sẽ đi xây dựng cái giá trị của mình. Trước hết là mình đã biết xây dựng giá trị của mình rồi, và hôm nay mình đã được học rõ ràng hơn đó chính là cái mình biểu hiện ra cái giá trị của mình như thế nào, và nhất là ở trong công việc mình có thể hiện mình là một người như thế nào. Nếu như chúng ta có để lại một cái ấn tượng tốt, chúng ta thực sự cống hiến và yêu nghề yêu việc, thì khi mà chúng ta rời khỏi công ty đấy, người sếp có thể tiếp nối và công ty rất là trân trọng những cái thành quả mà chúng ta làm và sẽ không nỡ để chúng ta đi. Và nếu như chúng ta làm ở một cái công ty mà chúng ta toàn tâm toàn ý như vậy, thì sau khi chúng ta có nghỉ việc mà sang một cái công ty khác thì đó, thì người sếp đấy cũng có thể là chúng ta sẽ được tiếng là chúng ta đã cộng tác với người sếp đấy. Và nếu như có ai hỏi thì người sếp đấy cũng có thể nhớ về mình có những cái đặc điểm, có những tính cách, có những cái khả năng, có sự chuyên môn chuyên nghiệp như thế nào trong công việc. Và như vậy sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái công việc hàng ngày, hay cũng chính là cái phát triển thương hiệu. Chúng ta có thương hiệu riêng để mọi người biết đến và chúng ta vận dụng được trong cuộc sống của mình, và cuộc sống cũng sẽ dễ dàng và happy hơn mỗi ngày. Thì cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video. Rất mong là các bạn có thể đưa ra những lời đánh giá góp ý để mình có, chúng ta có thể hiểu hơn về kiến thức buổi học ngày hôm nay, cũng như là để mình có thể thay đổi và sửa đổi hơn trong cái cách nói hay là cách trình bày của mình ở mỗi video. Thì cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video của mình.